Hello anh em, tiếp theo phần 2 lỗi FI trên dòng xe Suzuki GTX S150. Đó là thực tế lỗi FI, lỗi C15 là gì? Thì cái vấn đề mà lỗi FI này nó rất là nhiều, do đó thì mình sẽ chia làm nhiều phần. Anh em là nhớ đăng ký kênh theo dõi nha. Thì tình trạng bây giờ là cái đèn mill nó nổi lên và cái dòng chữ FI nó cũng nổi ha. Đèn mill là gì? Là đèn, đó là cái malfunction indication light, tức là đèn báo lỗi. Thì tình trạng lúc này là xe đề được nhưng khó nổ máy ha. Thì cái báo lỗi đơn giản này nó cũng có nhiều cái kiểu khác nhau, thì những video sau mình sẽ nói rõ. Nếu như anh em nào cần thiết quan tâm thì anh em để lại comment bên dưới nha. Đây anh em thấy là mình đã đề máy ha. Máy đề được nhưng mà nó rất là dễ bị tắt máy. Lúc này là cái chữ FI nó chớp tắt liên tục ha, và cái guarantee nó khá là thấp. Thì những video sau mình sẽ nói rõ cái lỗi nào đề được và cái lỗi nào không đề được, không chạy được nha. Ok. Thì xin nhắc lại anh em, mình không phải là thợ thầy nha, cũng không phải thợ máy gì hết, mình chỉ là người đam mê thôi. Nhưng mà mình tìm hiểu từ những cái trang nước ngoài cũng như là những cái người có kinh nghiệm đó, và đúc kết lại một số kinh nghiệm. Thì mình xin chia sẻ với anh em để anh em cùng nhau là nắm rõ ha, cùng nhau giải quyết vấn đề, chứ tránh cái tình trạng là ở trên mạng đó, cộng đồng mạng đó, không hiểu cái gì hết, cứ thấy đèn nổi là phán vô lỗi cảm biến oxy này nọ ha, lỗi cảm biến công tắc này nọ. Tại sao phải phán như vậy khi mà chúng ta chưa hiểu nó là cái gì nha. Rồi thì những video sau mình sẽ nói rất là rõ về những cái mã lỗi này, cái cách giải quyết và cái ý nghĩa của những cái mã lỗi đó như thế nào nha. Nói có sách mà ha, có chứng cứ đàng hoàng, chứ không có nói nó tầm điên tầm khùng nha. Rồi ok. Để mà giải mã cái mã đèn với chữ FI này á, là cái mã đó mã gì, bây giờ thì mình sẽ tháo cái yên đằng sau ra để mình tiếp cận với lại cái cổng DLC nha. Thì cái video phần 1 mình đã chia sẻ rất là chi tiết cụ thể về cách gọi mã lỗi này, thì anh em là vui lòng xem lại ha. Thì bây giờ mình sẽ nói nhanh. Thì anh em thấy đây là cái cổng DLC cho xe Suzuki GTX S150 cũng như R150 hay 125 này, nó cũng giống như nhau ha. Cái cổng này nó có 6 chân nha anh em, nó giống như những cái dòng 1000 hay 750 gì đó. Còn nó khác với cái dòng Rider Satria nha. Rider Satria là nó chỉ có 2 chân thôi nha. Do đó anh em cần lưu ý, không có lấy cái râu này cắm vô cầm bà nọ nha, không có được đâu nha. Rồi khi tháo cái nắp ra đó, anh em chú ý là cái này nó sẽ có 2 cái sợi dây nha. Dây đen sọc trắng và cái dây trắng sọc đỏ. Chỉ cần lưu ý 2 cái sợi dây đó. Rồi, anh em đã xác định rồi hen. Thì chúng ta sẽ kết nối cái cổng này. Thì với cái công tắc chuyên dụng của hãng đó, nó bán rất là mắc nha, $20 lận. Còn ở đây thì mình mà dân nghèo mà mình xài cái kẹp giấy được rồi ha, hoặc là những cọng dây đồng hay là cọng dây điện á. Anh em sẽ ghim 2 cái đầu dây này lại nha. Nhưng mà trước khi mà ghim á, anh em nhớ là phải tắt cái chìa khóa đi nha, tắt về off để tránh nhiều khi làm nó sốc điện này điện ha. Ok. Rồi, sau khi mà ghim xong rồi thì mình sẽ mở máy, mở chìa lên. Ok, mở chìa lên ha. Thì cái công tắc kill switch á, mình đã để off rồi, bây giờ mình sẽ để on. Và cái lỗi chữ check này nó cũng có nhiều lỗi lắm nha anh em. Đây anh em thấy, anh em chờ một chút xíu, từ C00 nó đã chuyển qua C15. Và cái lỗi hiện tại đó là current error. Cái code của nó là C15 ha. C15, anh em thấy không, Suzuki nó rất là hay, nó có mã hóa lỗi luôn, nó gọi lỗi cho mình luôn. Vậy tại sao mình phải đón mò để làm cái gì ha? Chúng ta không hiểu thì chúng ta tìm hiểu cho kỹ rồi rồi chúng ta hãy phán nha. Mình ở đây mình cũng không có hiểu mẹ gì hết mình cũng như anh em, nhưng mà mình phải đọc nhiều tài liệu, tìm hiểu sâu. Rồi, việc bây giờ là giải mã cái mã C15 nó là cái gì. Đây, engine coolant temperature sensor, tức là cái lỗi nằm từ cái con cảm biến nhiệt độ nước mát. Giờ chúng ta sẽ kiểm tra
cái con cảm biến này nằm ở đâu. Đây, nó nằm ngay cái dưới yên ha, đằng sau cái đầu lồng xi lanh. Thì ở đây mình cố tình mình đã tháo cái jack ra ha. Đó, cái jack này nó đã bị tháo ra. Do đó cái tín hiệu từ cái con cảm biến nhiệt độ này nó không truyền về được con ECU hay là ECM á, thì nó sẽ báo lỗi. Đó, bây giờ mình sẽ tắt máy đi ha. Cách khắc phục như thế nào? Chúng ta đã xác định được là cái con cảm biến này nó bị tháo cái jack ra rồi, thì khắc phục bằng cách là ghim lại thôi, không có gì cả. Thấy chưa? Thấy cái đèn nó báo lên đâu phải lỗi cảm biến oxy gì đâu nha. Do đó là các thánh, các em trẩu tre đâu coi cho kỹ nha. Nó giỡn thôi anh em nha. Rồi, mọi việc chúng ta là không có thể nào chúng ta biết hết được, chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta học hỏi, từ từ chúng ta đúc kết rồi mới có kinh nghiệm được ha. Kinh nghiệm là có được từ những cái sai lầm nha. Ok, khi mà mình gắn cái jack rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại xem là còn lỗi hay không. Và anh em lưu ý, đây là cái mã lỗi hiện tại, current error chứ không phải là history ha, không phải là past error ha. Rồi, mình sẽ bật cái công tắc engine kill switch ha, on lên, chờ một chút xíu. Ok, như vậy là chúng ta đã khắc phục được cái lỗi hiện tại, không còn lỗi nữa, nó biến về cái C00 C00. The engine is good ha. Ok, it's good to go. Rồi anh em thấy ha. Đó, như vậy là đã giải quyết được cái vấn đề rất là đơn giản đúng không? Tại sao chúng ta phải đóng mò? À, chúng ta nên tìm hiểu kỹ. Rồi, anh em nhớ là bấm like, share, subscribe và đón xem những cái phần sau, những cái story sau. Mình sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề F2 này, cái mã lỗi ý nghĩa là gì, cách gọi lỗi quá khứ và cách can thiệp xóa lỗi như thế nào nha. Ok, xin chào.